Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Từ giáo viên ngữ văn đến doanh nhân, bà Đỗ Thị Kim Liên xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục. Theo sự hướng nghiệp của gia đình gồm 6 anh chị em ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, bà học khoa ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và đã có 3 năm đứng trên bục giảng. Thế nhưng cùng với nhiều người làm nghề giáo thời điểm đó, dù rất yêu nghề, nhưng chuyện cơm áo gạo tiền nong, cuộc sống gia đình đã khiến bà phải bỏ nghề và tìm một hướng đi khác để thay đổi cuộc sống. Bà quyết định vào Nam lập nghiệp và để sống được tại vùng đất mới này, bà đã làm khá nhiều công việc. Trước khi vào làm cho một công ty kinh doanh bảo hiểm, đến năm 2005, nhờ nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, bà đã lập ra công ty cổ phần bảo hiểm AAA, từ một công ty bảo hiểm chỉ có 9 nhân sự với văn phòng vỏn vẹn 12m² và doanh thu năm 2005 mới ở mức khiêm tốn là 5 tỷ đồng, phát triển lên thành 218 tỷ đồng vào năm 2008. Năm 2009, dù phải chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế như bao công ty khác, bảo hiểm AAA dưới sự chèo lái của Chủ tịch Kim Liên vẫn giành được những kết quả khá tốt với doanh thu 320 tỷ đồng và được bình chọn là một trong 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2010, bà Liên tiếp tục chèo lái con thuyền AAA vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt từ những thị trường bảo hiểm khác để cán đích với doanh thu 360. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. 15 tỷ đồng. Năm 2011 là 400 tỷ đồng. Khi dấn thân vào lĩnh vực bảo hiểm, bà Liên nhận ra một điều, nếu như nghề giáo là nghề cao quý, thì bảo hiểm là ngành mang tính nhân văn cao, lấy sự may mắn của nhiều người chia sẻ cho số ít người không may mắn. Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, năm 2012, bà bất ngờ tuyên bố rút toàn bộ vốn khỏi bảo hiểm AAA dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần cho tập đoàn IAG của Australia để đi tìm những trải nghiệm mới. Sau đó vào năm 2013, bà Liên lập công ty AAA Plus chuyên tư vấn tài chính M. Đầu tư, đây là quyết định táo bạo nhưng cũng đầu cơ hội khi nước ta đang hội nhập sâu rộng với quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với AAA Plus, bà Liên mong muốn sẽ thực hiện tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam đang thua lỗ trở thành các công ty có lợi nhuận và phát triển bền vững, thu hút đầu tư nước ngoài, đem lợi nhuận về cho nước nhà. Cũng trong năm 2013, bà sáng lập tập đoàn Aquaon chuyên xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, công ty nước mặt sông Đuống, mở trường đào tạo quản lý doanh nghiệp và sáng lập quỹ môi trường xanh Việt Nam. Năm 2019, bà trở thành một trong những cá mập trong chương trình Sát Tăng Thương Vụ Bạc Tỷ mùa 3. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.